Rồi, kính chào quý vị và các bạn thân mến. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm clip anh em ơi. Thì hôm nay mình giới thiệu với anh em là một sản phẩm hàng gã. Đó, hàng gã nhưng chất lượng rất là cao nha anh em. Hàng gã chất lượng rất là cao. Tại vì mình đã gia công lên rồi nha anh em. Mình đã lên công gia công lên rồi. Thì cái cây dên này á là mình cây dên 100cc nha anh em. Cây dên ghim, nói chung là 100cc đó. Thì chất lượng là sao thì mình sẽ giới thiệu cho anh em xem. Thì thông thường á thì anh em á sẽ là mua những cái cây dên hàng gã ngoài bãi này kia về kiểm tra tay này kia ok á, bạc đạn này kia ok thì về là gắp vô xe phải không? Đó. Còn đây á là một cây dên gia công tại bên mình. Đó, cũng là hàng gã nhưng là hàng gã gì? Hàng gã là nó còn cái má dên. Đó, cái má dên với hai cái cốt này. Đó, thì cái này là mình tuyển chọn ra còn ok thì về á là những anh em bên tiệm tiện của mình á, người ta sẽ thay cái tay này, thay tay dên và cặp bạc đạn ok. Đó, cặp bạc đạn ok chứ chưa tốt không nha. Đó, tại vì hàng giả là cũng làm để bán giá bèo bèo cho anh em, bán giá thấp hơn những cây dên mới nhưng chất lượng là ok hơn những cây dên mới rất là nhiều. Tại vì cái hàng gia công á, là anh em hiểu rồi, hàng gia công có nghĩa là hàng ráp tại tiệm tiện thì nó rất là ok hơn cái chỗ sản xuất đó. Nhưng khi mà những cái chỗ sản xuất anh em có mua dên hoài, cái dên mới hoài thì anh em biết nó mua về tay này cái bị lắc, thì những cái cây dên đó anh em mua về luôn, lúc nào anh em cũng là đi ép lại đúng không, ép tay dên để cho nó ok, nó cứng lại như vậy, nó nhẹ đó. Thường thường anh em mua những cái cây dên kia thì nó sụp chịch như vậy đó, nó sụp chịch. Còn là những cái cây dên gáp tại tiệm tiện á, tại tiệm cơ khí anh em gáp vô á thì nó sẽ có một chế độ rất là ok cho anh em, nó sẽ không bị kêu này kia đó. Như những cây dên 110 này kia bên mình bán á, là tại tiệm tiện của mình lắp ráp này kia rất là ok nha anh em, chứ không phải là mình mua những nhập hàng những cái cây dên đó ở trong hộp về rồi là bán cho anh em nha. Đó, những cây dên đó là được những anh em thợ tiện bên mình là người ta đã làm lại ok hết trơn đó, cho tay dên này kia nó ok, nó không có còn chế độ sụt xịt này kia quá để phát ra tiếng kêu đó. Còn bên mình á là gia công lại hết cho tay dên này kia là không còn tiếng kêu này kia đó, mới bán cho anh em. Tuy dên mới nhưng mà bên mình đã gỡ ra và làm lại cho nó ok rồi mới bán cho anh em nha, chứ không phải là mình nhập trong hộp về rồi bắt đầu á là bán cho anh em nha. Tại vì á nhập về là mình luôn nào mình cũng kiểm tra hết trơn. Đương nhiên là những cái cây dên mà là không ok rồi, những cái dên nào mà nhập về luôn lúc nào anh em kiểm tra mua thử coi là cái tay dên này nó cũng bị sụt xịt rất là nhiều, và khi mình kiểm tra là nó sẽ phát ra tiếng kêu. Nó tuy dên mới đó, là anh em thường thường anh em kỹ là anh em sẽ đem cây dên mới đó đi ép lại đó. Thì bên mình là cũng vậy, bên mình là mua về là sẽ làm lại từ đầu A đến Z cho anh em, cho tay này kia ok. Còn những cây dên nào mà thay cặp bạc đạn tốt thì sẽ thay những cái cặp bạc đạn tốt này vô cho anh em, còn những cây dên nào để bạn đạn cặp bạc đạn lại bình thường nó để bán cho anh em giá rẻ hơn thì vẫn để bạc đạn. Nói chung là vậy, thay bạc đạn thì giá nó cao hơn, còn vừa thay bạc đạn vừa thay tay dên này thì giá nó cao hơn đó, những cây dên mới. Còn đây là một cây dên hàng gã được lựa chọn nhưng được thay tay này kia ok ha, thì mình vào sản phẩm cho anh em xem. Tại cây dên này hàng gã thiệt nhưng anh em xem nè, đầu dên này vẫn còn ok, găng vẫn còn ok, chỗ này vẫn còn ok và găng nhông bên này vẫn còn ok, bên vô lăng nè anh em thấy không đó. Cặp bạc đạn thì được thay cặp đạn mới ok nha, cặp đạn mới nói chung là xài ok chứ không có tốt không, nói chung là vậy. Còn tay dên á là được thay toàn bộ là ắc dên và tay dên malai nè anh em thấy không, là rất là ok đó. Đó, bởi vậy là khi mà cây dên này anh em mua về lá xài ngon hơn những cái cây dên mới rất là nhiều là như vậy. Đó nè, tay Malay này thấy không, Malaysia, hot Malaysia, thì nhiều anh em thợ thì nhìn cái tay dên này biết đó, toàn bộ cây dên này hàng gã như vậy. Là lúc đó, còn nguyên zin của nó là sẽ có bạc đạn này kia bèo nhèo này kia đó, thì ở bên mình đã thay bạc đạn lại chữ gì giữ lại hai cái má dên, tại vì hai má dên này nó chịu nhiệt rồi nghe anh em, nó đã chạy rồi là nó sẽ chịu nhiệt đó, anh em giờ má dên nào vẫn rồi ok ha, nó chạy ở trong chiếc xe nó hoạt động thời gian nó vẫn còn chịu nhiệt đó. Thì bên mình đã thay lại cặp bạc đạn khác và tay Malay đó, chứ cái phần là ắc dên này kia là cũng ghế đạn đồ ở trong cái tay dên này cũng là xài đồ mới hết ha. Đó, cây dên này là rẻ hơn cây dên mới nha, rẻ hơn cây dên mới nhiều nhưng chất lượng là quá ok luôn, khỏi cần miễn bàn đó, anh em thợ là nhìn là biết rồi, khỏi cần miễn bàn, khỏi cần nói nhiều về cái việc mà dên gã mà làm lại thì khỏi nói rồi, nhưng mà giá rẻ hơn dên mới nha. Rồi anh em có mua thì liên hệ mình ha. Thì anh em là mua cây dên này với mua cái bộ đầu nòng 100cc bên của Gắt Quyển là về là gáp là ok luôn. Mình sẽ để đường link Facebook ở dưới phần mô tả video này ha. Rồi tạm biệt anh em.